nội dung ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành present perfect. Bữa trước đó là mình cũng có nói sơ qua những cái trạng từ như là just, yes, already ở trong thì hiện tại hoàn thành trong mục 44 này. Hôm nay mình sẽ học rõ hơn về vị trí, cách sử dụng. Rồi, cái dạng tiếp diễn continuous form của thì hiện tại hoàn thành. Rồi, cái thì khác nữa ha, là thì hiện tại tiếp diễn present continuous. Với những cái từ chỉ thời gian. Với những cái từ chỉ thời gian để chỉ về tương lai thì cái mục số 47 này là nó đi kèm với những cái mục future tense ở phía dưới cho tới mục 53 luôn. Là thì hiện tại tiếp diễn chỉ về thời gian. À, chỉ về tương lai chứ không phải là nó nói về những cái việc đang diễn ra ở hiện tại nữa. 45 46 là cái trong cái cụm thì hiện tại hoàn thành. Đợi chút xíu nha. Rồi. Mình nhắc lại là cái mục số 47 thì hiện tại tiếp diễn là nó có liên quan tới một những cái mục dưới cho đến mục 53 là thì chỉ tương lai. Rồi, từ vựng ngày hôm nay mình sẽ học về free time at home. Gì đó, hai đội đi điểm dạy, nhà có mấy đứa cháu hơi ồn chút xíu mọi người ơi. Rồi hai phần trong phần từ vựng của mình đó là những cái hoạt động mình làm trong thời gian rảnh rỗi, free time activities. Rồi về chủ đề thứ hai từ vựng là music, âm nhạc và những nhạc cụ, musical instruments. Bữa trước mình học xong 44 rồi. Bữa trước mục 44 cũng có nhắc sơ qua những cái trạng từ mà đi chung với thì hiện tại hoàn thành present perfect tense là có từ just, yet, already. Từ just, already, từ yet. Hôm nay mình sẽ học cụ thể hơn hiện tại hoàn thành với những cái từ, những cái trạng từ đó. Mọi người đợi xíu nha để dẫn bé cháu nó qua bên kia.
Xong rồi mọi người ơi. Present perfect with just, yet and already. Ghi chú cái vị trí của từ just, từ yet và từ already. Mình thấy từ just có thể đặt ở hai vị trí, là nó ở giữa trọn từ have, has và động từ quá khứ phân từ của ba, gone. Trong ví dụ này là mọi người ha, đứng ở giữa trong câu khẳng định affirmative. Còn nếu mà câu hỏi á thì nó cũng là đứng ở giữa luôn, nhưng mà nó sẽ sau cái chủ từ. Chỗ này là viết tắt của từ has. He has just gone á, chứ không phải là động từ to be is. He's just gone. Has he just gone? Anh ấy mới vừa đi hả? Thì từ just có hai vị trí mọi người ha, trong câu khẳng định và trong câu hỏi question, thì mình cứ nhớ là nó sẽ đứng phía trước của cái past participle form of the main verb, cái quá khứ phân từ của động từ chính. Đây là động từ go ha. Quá khứ phân từ của động từ go là gone. Dĩ nhiên là trong khẳng định và trong câu hỏi thì đối với mỗi dạng này nó chỉ có một vị trí duy nhất thôi, là đứng phía trước quá khứ phân từ. Còn từ yet thì mình thấy là đặt trong câu hỏi nè. Cô ấy đã đi chưa? Has she gone yet? Have you written that letter to Paul yet? Là hỏi cái sự hoàn thành chưa, cô ấy đi chưa, bạn đã viết lá thư cho Paul chưa? Nếu như mà rồi á thì mình trả lời là yes. Nếu mà chưa xong á thì mình có thể trả lời là not yet, chưa xong. Ví dụ như mình hỏi là ai đó đã hoàn thành cái việc gì đó chưa, mình hỏi là have you finished. Mình thêm ed ha. Câu hiện tại hoàn thành thì mình xong rồi thì mình trả lời là yes, chưa xong thì mình sẽ trả lời là not yet, thì nó sẽ hay hơn là mình trả lời là no ha. Not yet, chưa xong. Còn từ already thì mình thấy á, trong câu khẳng định ba câu đầu tiên á, affirmative form dạng khẳng định, thì mình thấy là nó đứng phía trước quá khứ phân từ nha. She's already left, thì mình thấy là từ just là vừa ha, anh ấy vừa đi. Rồi has he just gone, anh ấy vừa đi phải không. Còn từ yet có nghĩa là rồi chưa, đi rồi chưa, nha, viết thư cho cô rồi chưa, xong chưa. Còn từ already là đã rồi á, cô ấy đã rời khỏi rồi. She has left already, she's left already. Cô ấy đã rời khỏi rồi. Từ just thì nhấn mạnh vào là cái thời gian mình hoàn thành là mới vừa làm cái việc đó. Còn từ already á là có nghĩa là đã rồi, là sự hoàn thành. Rồi chỗ này thì mình thêm cái túc từ object nữa mọi người. Túc từ đứng phía sau động từ chính, từ leave ha, left. Túc từ she's left the house, mình có thể đặt ở cuối câu luôn, already. Nó có thể là theo đứng trước hoặc là đứng sau cái dạng quá khứ phân từ của động từ chính, hoặc là đứng cuối câu luôn. Ở trong trường hợp thứ ba này mình có túc từ nữa. Còn trong câu hỏi cũng tương tự như vậy luôn ha. Tương tự như câu khẳng định, nó có thể đứng trước quá khứ phân từ, đứng sau quá khứ phân từ, hoặc là đứng cuối câu, already. Thì nó linh động, cái từ already nó linh động hơn cái từ just. Từ yet được sử dụng với câu phủ định hoặc là câu hỏi thôi. She hasn't phoned yet. Giống như lúc nãy mình nói là mình trả lời là not yet thôi mọi người. Chỗ này ha, mình thêm not vào trợ động từ has. Has not, hasn't. Đặt cuối câu, từ yet là đặt cuối câu. Mình nhắc lại, từ just là vừa mới ha, làm một cái việc gì đó gần đây thôi, mới vừa làm xong. Từ yet rồi chưa, already là đã rồi, đã rời khỏi rồi. Và bài này chắc là cô Lan là làm xong bài này rồi. Chị Quỳnh mới vào.
Bài này người ta kêu mình là write these sentences, putting the words in brackets in the correct place, đặt vị trí, đặt những cái trạng từ just, already, yet vào đúng vị trí. Mình có thể đặt ở nhiều chỗ. Từ already đối với lại câu khẳng định, mình có thể là để phía trước quá khứ phân từ hoặc là phía sau quá khứ phân từ. Gone, she's already gone, she's gone already, cô ấy đã đi rồi, cô ấy đã đi một cái thời điểm nào đó, some time ago. Mình không có chắc chắn là cô ấy đi vào lúc nào hết. Còn nếu mà mình chắc chắn cô ấy đi vào lúc nào á thì mình dùng quá khứ đơn thôi mọi người, vì không chắc chắn cái thời gian cô ấy đi, cho nên là mình dùng hiện tại hoàn thành. Câu số 2, have you finished? It's time to go. Từ yet mình dùng trong câu phủ định và câu hỏi. Bạn đã hoàn thành, bạn đã làm xong chưa? Have you finished it yet? Have you finished yet? It's time to go. Bạn điền từ yet vào phía sau, phía cuối của câu hỏi này. Và từ yet cũng có thể là đứng, có thể dùng ở trong câu phủ định. I haven't done my homework yet. Mình cũng để ở cuối câu luôn. Tôi chưa làm bài tập, tôi chưa làm xong á. I've told her several times that I can't come already. Thì mình có thể để already đứng phía trước quá khứ phân từ. I've already told her several times that I can't come. Hoặc là đứng phía sau quá khứ phân từ. I've told her. Cái chỗ told này mình thấy told already thì thấy không được lắm à. I've told her several times already that I can't come. Cô Lan ơi, cho em hỏi cô Lan, câu số 4 này cô Lan làm sao cô? I've told her already. Mình có thể đặt cuối câu I've told her several times that I can't come already. Thì mình thấy nó hợp lý nè, để cuối câu. Hoặc là đứng trước quá khứ phân từ I've already told her several times that I can't come. Tôi đã nói cho cô ấy vài lần mà tôi không thể đến rồi. Chỗ này nó nói mình là nếu mà hai câu, hai vị trí có thể thì mình viết cả hai câu. Thì đối với Dung thì Dung làm hai câu. Thứ nhất là để already cuối, thứ hai là I've told her, I've already told her. Còn vị trí mà already là mình đứng ở giữa, mình kiểm tra lại cái answer key nha mọi người. Ghi chú lại ha. Bài số 45, câu số 4. Nếu mà mọi người có đáp án đó, coi giùm mình luôn nha. Giờ mình ngồi tra đáp án nó hơi lâu. Number 5, you've missed her. Bạn đã nhớ cô ấy rồi. If you hurry, you will catch her in the street. Bạn mới vừa nhớ cô ấy. Cô ấy mới vừa đi thôi. Nếu mà bạn nhanh lên thì bạn có thể đuổi kịp cô ấy ha. You've just missed her. Chỗ này từ just mình đặt ở phía trước từ missed ha mọi người. Have you finished painting the house yet? Sau painting, finish painting, verb in ha mọi người, finish painting. Bạn đã hoàn thành cái việc tô sơn cái nhà chưa? Finish painting, verb in. Từ sack là cái túi đó mọi người, cái giỏ, cái túi. Từ sack, rucksack, sack được trước trong phần từ vựng mình có học.
Mình nghe cái âm thanh nó rè rè. Cuối không có y. Sac. Bào. Sack. Rock. Sack. Cái ba lô. Rucksack hoặc là bags. Backpack. Ba lô đeo sau lưng. Back là cái lưng mọi người. Backpack hoặc là rucksack. Rucksack. Còn sack không là cái đào, nó không có cái quai. Rồi mọi người coi lại nhớ cái vị trí này ha. Số một số 45 mình ghi chú lại cái chỗ số 4. Nếu mà cô Lan làm rồi, cô Lan mở loa lên, cô Lan nói với em cái từ already nó có đứng ở giữa đâu đây chỗ này được không nha cô Lan? Vì em làm có hai câu là I've already told her với lại để cuối I can't come already. Mà như phần lý thuyết thì từ already nó có thể nằm ở phía sau từ told. Một cái chữ the house này là phức từ object mình thấy trong câu số 4. Told her, her chỗ này là object nè. Một cái khả năng nữa là nó phía sau her. I've told her already several times that I can't come. Thì mọi người coi lại đáp án nội dung từ đó nha. Một số 46 mọi người. Cái dạng tiếp diễn của thì hiện tại hoàn thành. Continuous form of present perfect tense. Thì là mình vẫn có chọn từ have hoặc là has. Right. Cái past participle mọi người, tại vì là hiện tại hoàn thành mà đúng không, thì mình phải có quá khứ phân từ, thì mình lấy động từ to be, dạng quá khứ phân từ của nó là been. Rồi continuous tiếp diễn thì phải có động từ thêm in, thì cái động từ chính mình sẽ thêm in vào ha. Rồi mình thấy là hai cái phần trước nó là dạng hiện tại hoàn thành present perfect, tức là có trợ từ auxiliary trợ từ has, have, has ha, và past participle form of the verb be. Rồi và cái lúc sau này nó là verb in, nó là continuous tiếp diễn. Thì mình thấy là khẳng định là giống như cấu trúc này ha mọi người. Phủ định á thì mình thêm not vào sau trọng từ, thì mình có have not đọc là haven, has not đọc là hasn't. Rồi còn câu hỏi á thì mình đưa trọng từ lên trước chủ ngữ ha. Đây là yes no question, câu hỏi yes no. Còn nếu như mà câu hỏi có từ để hỏi question word WH question á, thì mình để cái từ để hỏi lên phía trước. Ví dụ như how long have you been waiting? Bạn đã chờ trong bao lâu rồi? Lúc nãy mình nói là ở phía trước này là hiện tại hoàn thành đúng không mọi người? Còn cái động từ to be cộng verb in nó là tiếp diễn nè, phải có động từ to be, verb in. Thì đối với cái thì này á, đối với thì đối với thì này á, thường là mọi người hay thiếu cái chỗ là trọng động từ have, has hoặc là been, thiếu một trong hai cái này nè. Rồi, cách sử dụng thường được sử dụng frequently used with how long for and seen. How long là cái từ để hỏi trong bao lâu, ai làm việc gì đó trong bao lâu, thì câu trả lời là trong bao nhiêu lâu, ví dụ như là for 3 hours, trong 3 tiếng, hay là since, từ lúc nào đó ha, since I was a child,
since I was a child, và kể từ khi tôi là một đứa bé. Rồi, phân biệt for and since, một số 43 bữa trước mình có nói for là khoảng thời gian, period, duration of time, còn since là point of time, mốc thời gian ha, năm nào đó ha. Kể từ khi tôi bắt đầu, tôi sinh ra, kể từ khi tôi là một đứa bé. Rồi sau since là quá khứ đơn nha, mình thấy là động từ to be was quá khứ đơn nè. I've been studying English since I was a child. Thì nó khác với hiện tại đơn, thì cái dạng đơn của thì hiện tại á, thì hiện tại hoàn thành á, và nó nhấn mạnh vào cái sự liên tục và tiếp diễn mọi người. Right. How long have you been waiting? Bạn đã chờ rồi. Trong bao lâu rồi? Sự liên tục ha. Để mô tả một những cái hoạt động, to describe activities which were happening until this moment, mà nó đã diễn ra ha, và diễn ra cho đến thời điểm hiện tại luôn, hoặc là nó or very short time ago, mới vừa diễn ra thôi ha. You look tired. Yes, I've been working all night. Mình thấy là người ta thấy nét mặt người này đang mệt ha, làm việc cả buổi tối luôn. It was happening until this moment, cho đến all night. Tôi làm việc cả buổi tối và bây giờ tôi vẫn còn làm luôn nha mọi người. Cả buổi tối và bây giờ tôi vẫn còn làm luôn. Và kết quả là trong tôi có vẻ mệt mỏi. Why are you so dirty? I've been playing football. Thì những cái gì mà mình có thể nhìn thấy, ví dụ như trong sắc mặt của ai đó có vẻ mệt, vết dơ trên người của họ, đó là cái hành động dẫn tới kết quả mà mình có thể thấy hiện tại nha. I've been playing football là cái trường hợp thứ hai. For a very short time ago, mình mới vừa chơi thôi, chứ không phải là chơi lâu rồi ha. I've been playing football, tôi mới vừa chơi đá banh. Ghi chú cái thì này, cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này không dùng với động từ to be, hoặc là những cái động từ that do not normally take the continuous, mà thường nó không đi với cái dạng tiếp diễn. Ví dụ như nó chỉ suy nghĩ, ví dụ như từ think, understand, feeling, ví dụ như là love, like, hate, hoặc là mình gọi những cái động từ đó là stay verbs mọi người, động từ chỉ tình thái ha. Dĩ nhiên là một số động từ đó, nó sẽ vừa là động từ tình thái state verb, nó vừa là động từ action verb, hoặc là mình gọi là dynamic verb, là những cái động từ mà mình có thể nhìn thấy ha. Dĩ nhiên là một số trường hợp đặc biệt đó mọi người, ví dụ như mình, mọi người đợi xíu nha, tại hôm nay mình dậy mình đổi địa điểm đó, nên nó hơi phiền chút xíu. Đợi một xíu nha. Rồi, nghĩ chắc là sẽ có một cái dịp gì đó mình sẽ nhắc tới những cái dạng động từ mà thường là nó không đi với lại cái dạng tiếp diễn, mọi người mình sẽ nói rõ hơn ha. Rồi, bài tập cho mọi người. What you do today? I play tennis. What have you been doing today? Bạn đã làm gì ngày hôm nay? I've been playing tennis.
What have you been doing today? Bạn đã làm một cái việc gì đó mà cho đến bây giờ bạn vẫn còn làm. Nhấn mạnh vào sự tiếp diễn. I've been playing tennis liên tục này. Mọi người ha. Mà là mới vừa chơi. Nhưng mà đối với câu này thì mình nghĩ là nó nói là tôi chơi tennis liên tục ha. Bây giờ vẫn còn chơi. How long have you been studying English? Thì bình thường mình có thể nói là how long have you studied English là được rồi mọi người, thì hiện tại hành đơn thôi, không cần tiếp diễn đâu. Nhưng mà nó muốn nhấn mạnh cái sự liên tục cho đến bây giờ luôn á, không có bị gián đoạn ha. Tôi liên tục tìm bạn đó, cho tiếp. I've been looking for you. I have been looking for you. Tôi tìm bạn liên tục luôn á, bây giờ cũng đang tìm mà mới vừa thấy bạn đó. Pat sống ở đây 25 năm. Pat has been living here for 25 years. Nó diễn ra cho đến thời điểm mới hiện tại, sống ở đây cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn sống ha, kể từ 25 năm trước cho đến bây giờ. Thì bữa trước đó, chị Quỳnh có hỏi là phân biệt thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành đơn với hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì tiếng hồi mình xuống dưới bài dưới mình cũng sẽ có phân biệt ở dưới là mọi người. Đó người ta. Nên mình làm hết bài này đi nha mọi người ha. Thì không, nếu như mà cái câu số 4 này nè có hai thì là hiện tại hoàn thành đơn. Pat lived here for 25 years. Và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Pat been living here for 25 years. Không có nghĩa là khi cái thì nó thay đổi thì nó thể hiện là người này không còn sống ở đây nữa. Nó không phải như vậy, nó cũng y chang cái ý nghĩa là mọi người, người này vẫn sống ở đó 25 năm, nhưng mà nó nhấn mạnh vào cái sự liên tục thì mình dùng cái hiện tại, cái dạng tiếp diễn của thì hiện tại hoàn thành thôi ha, sự liên tục. Không có bị gián đoạn gì cả. Không có di chuyển qua chỗ khác, liên tục sống ở đó trong 25 năm. Nó tùy vào mục đích của người nói, của người sử dụng thôi, chứ còn nhìn chung thì nó giống nhau, không có khác biệt gì nhiều ha. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt thôi, thì cứ hồi mình mở những cái ví dụ ra cho mọi người coi. I'm tired. We've been working all day. Cả ngày tôi đi bộ cả ngày luôn, đi liên tục luôn ha. How long have you been learning to drive? Bạn học lái xe hơi trong bao lâu rồi? Bad tempered, người này nóng tính nè. Vì cô ấy làm việc rất là cực lực, too hard. Rồi mình thấy từ for ages, nhiều năm rồi. Cô đã liên tục chờ đợi ở đây trong nhiều năm rồi. Nếu như mà mình thấy những cái từ như for hours, for ages, trong thời gian dài đó, for hàng, trong hàng tiếng, trong nhiều năm, thì thường mình dùng hiện tại, mình sẽ ưu tiên dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn hơn ha, từ liên tục. Mình muốn nhấn mạnh. Exhausted. Very tired, rất là mệt mọi người. Giờ mình cũng đang rất là mệt luôn á mọi người. Exhausted. Mình mệt nó cũng ảnh hưởng tới tâm trạng nhiều cái, mọi người thông cảm nha. Nãy giờ đang dạy cứ phải chạy ra chạy vô mấy đứa cháu.
for hours, for ages, for weeks, hay for tôi làm việc liên tục ở đây. I've been working here. Nếu chị Quỳnh không có phiền thì em mở cái Facebook tin nhắn của chị Quỳnh xíu nghe. Mời bạn xíu nha. Mình coi cái tin nhắn á, không mình coi cái hình này mọi người. Trời ơi, nãy giờ dậy nãy giờ mà cái con cháu nó gọi hỏi nó phá miết luôn. Rồi có cái ví dụ này nè. Câu số 4. My parents, mình so sánh hai từ là hiện tại hành đơn với hiện tại hành tiếp diễn ha. My parents go to the new gym. Nếu mà mình dùng hiện tại hành đơn á, have gone to the new gym nó sẽ khác với lại là have been going to the new gym mọi người. Nếu như mà mình dùng hiện tại hành đơn á. Hiện tại hoàn thành đơn á, tức là những người này họ đã đến, họ đang ở cái phòng gym ha. They have gone to the gym, they are at the gym now. Còn nếu mà mình nói là have been going á to the gym là họ thời gian gần đây á họ ghé cái phòng tập đó nhiều lần. They made repeated visits to the gym recently. Tại vì lúc nãy á có cái chỗ là họ nói là bây giờ vẫn còn làm. Cái thứ hai là for a very short time ago, mới vừa xảy ra thời gian ngắn ha, thì gần đây đó, thời gian gần đây họ ghé cái phòng gym nhiều lần. Nói sao ta để cho mọi người dễ hiểu này trong một cái cuốn giáo trình khác mọi người. Nó hơi mờ chút xíu ha. Thì đối với hiện tại hoàn thành đơn á, thì nó nhấn mạnh vào cái việc hoàn thành cái hành động đó. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nhấn mạnh cái sự tiếp diễn in progress. Rồi, hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì cái việc đó mới diễn ra gần đây. Và nó lặp đi lặp lại. They have been going to the gym recently, tức là gần đây.
cái việc đó lặp đi lặp lại, họ đi tới cái phòng tập gym gần đây, recently and repeatedly, lặp đi lặp lại. Rồi nếu mà mình thấy cái từ như 4 hours, 4 ages, 4 weeks, cô Dung màn hình thưa xe cô Dung ơi. Ok, được rồi. Trời ơi, không lẽ giờ quýnh đòn bé nó luôn, nó tắt, tắt điện thoại luôn, nãy giờ nó quậy miết, không cho dạy luôn. Giờ đợi một xíu nha. Đập cửa xong tới gọi điện thoại quậy. Rồi, đang Tạo thấy xem màn hình rồi phải không Tạo? Rồi thì cái mình nói lại ha, thì hiện tại hoàn thành đơn là completed action, nó chấm dứt rồi ha. I've learned a new piece on the piano, I can play it now. Hiện tại hoàn thành đơn nè, hiện tại tôi đã có thể chơi cái bản nhạc đó rồi, sự hoàn thành ha. Còn trong quá trình nó đang diễn ra đó, đang tiếp diễn đó, tôi đang học tiếng Nga. Bây giờ tôi chưa có nói tốt, vẫn còn phải học thêm. Rồi, hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó mọi người, mới diễn ra gần đây và lặp đi lặp lại ha. Recently and repeatedly. Giống như lúc nãy á, có cái câu mà ba mẹ của tôi, my parents have been going to the new gym. Tức là dạo gần đây họ đi đến phòng gym nhiều lần ha. Còn nếu như mà nói là my parents have gone to the new gym là sẽ thể hiện là completed action, họ đã đi tới phòng gym và bây giờ họ đang ở cái phòng gym. Rồi. Nếu mà mình thấy là 4 hours, 4 ages, 4 weeks thì là mình sẽ ưu tiên dùng cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hơn ha. Là được sử dụng thường xuyên hơn, chứ còn mình muốn dùng nào cũng được, không có bắt buộc. Rồi có một số câu, ví dụ như là câu số 6 nè. I have eaten the scraps. Là tôi ăn hết rồi, không còn cái khoai tây nào còn lại hết. There aren't any crisps left. Còn mình nói I have been eating the crisps là mình đang ăn và bây giờ you were eating the crisps until just a moment ago. Perhaps there are some left, vẫn còn một ít. Bạn đang ăn cho, tức là đang ăn mà bây giờ không còn vậy như sao ta? Until just a moment ago. Perhaps there are some left. Tức là mình ăn khoai tây cho đến thời gian gần đây và bây giờ vẫn còn một ít khoai tây. Thì nói chung là chưa có ăn hết ha mọi người ha. Rồi. Những cái ví dụ khác nó cũng như vậy đó mọi người. Ví dụ như là have read thì là đọc sách xong hết rồi, còn have been reading thì bây giờ vẫn có thể là còn đang đọc ha. Have read hoàn thành rồi nha mọi người. Rồi have done làm xong bài thi rồi và có kết quả tốt, trong cái ví dụ thôi mọi người ha, mà mình không có mở ví dụ, mình có phần giải thích thôi. She has been doing her exam. Nói chứ cũng phải mở ví dụ ra cho mọi người. Rồi câu số 3, mọi người mà đang nói câu số 3 ha. She has done well in her exams this year. Là đã làm xong cái kỳ thi rồi và đã nhận được kết quả tốt. Còn nếu mà nói là she has been doing well in her exams this year
thì là đã làm được một số bài thi rồi và bây giờ vẫn còn làm á mọi người. Rồi. Mọi người có thể coi lại cái video giúp Dung nha. Coi lại. Có gì Dung gửi cái này lên trên Facebook mọi người coi lại nha. Có cái câu đặc biệt á là cái câu số 2 á mọi người. Câu số 2, haven't played, haven't been playing. Câu số 2, câu đặc biệt nè. We haven't played football for a long time. Và câu We haven't been playing football for a long time. Nếu như mà mình nói á, câu hiện tại hoàn thành đơn á, We haven't played football for a long time, thì là cho đến thời điểm bây giờ á, mình vẫn chưa chơi lại đá banh ha. Câu này nè, We haven't played football for a long time, hiện tại hoàn thành đơn á. Tôi không chơi đá banh trong một thời gian dài và đến bây giờ vẫn vẫn không chơi luôn. Còn nếu như mà mình dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn á, We haven't been playing football for a long time, là bây giờ mình đã chơi lại rồi nhưng mà mình đã không chơi trong một khoảng thời gian dài luôn, chỉ đến gần đây thì mình mới bắt đầu mình chơi lại ha. Thì đó là trường hợp trong cái bài này nó giải thích là mọi người, for a very short time ago. Tại vì nếu như mà nó khẳng định hết thì không nói gì, nhưng mà nó là phủ định đó mọi người ha. Kiểu như dạng như phủ định ra khẳng định đó, cho nên mấy câu này nó hơi khó hiểu ha. Mọi người ghi chú lại câu số 2 ha, là không có chơi đá banh trong một khoảng thời gian dài, một cái là hiện tại hoàn thành đơn, một cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì cái hiện tại hoàn thành đơn á, mình về mình suy nghĩ ha, là hiện tại hoàn thành đơn á, cái trận đấu cuối mình chơi là một thời gian dài trước đó rồi, bây giờ vẫn chưa chơi. Còn nếu hiện tại hoàn thành tiếp diễn là bây giờ chơi nhưng mà chỉ bắt đầu trong cái thời gian gần đây thôi, chứ không phải là lâu ha mọi người, mới chơi lại thôi. Rồi mọi người chú ý câu số 2 ha. Còn những cái câu khác á, đa phần á, nếu mà mình dùng hiện tại hoàn thành đơn và thể hiện sự hoàn thành ha. Còn cái hiện tại là tiếp diễn á, là cái hành động đó có thể bây giờ á, nó vẫn chưa xong, bây giờ vẫn còn ha, chưa đọc xong quyển sách, bây giờ vẫn còn đang đọc xong quyển sách, chưa kết thúc kỳ thi ha, vẫn còn vài cái bài thi nữa. Rồi cái này là những cái thì trong tương lai á mọi người. Rồi. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn với từ chỉ thời gian. Nếu như mà mình dùng will á mọi người, will coi ta còn tạo cũng ráng ráng giữ ha, tạo ha. À, đối với từ will á, future simple tense thì tương lai đơn á, từ will á mọi người, thì là mình diễn tả will, future simple tense thì mình diễn tả instant decision, cái quyết định nhanh ngay lúc nói thôi mọi người, hoặc là mình tiên đoán, prediction, tiên đoán ha, hoặc là lời hứa, instant decision, hoặc là promise, kiểu như lời hứa nhưng mà mình không có chắc chắn lắm. Ví dụ như mình thấy ai đó quên cái gì đó, mình hứa, mình nói là mình sẽ cho họ mượn. I'll lend you some, I'll lend you my mobile phone, my smartphone. Thì đúng cái tình huống ngay cái lúc nói á, thì họ mới nghĩ ra là họ sẽ hứa thôi, chứ không có kiểu như lên kế hoạch trước hay là chắc chắn, hoặc là cái quyết định ngay lúc đó. Ví dụ như người ta nói là trời nóng quá thì mình nói là I'll open the door, tôi sẽ mở cửa. Đây là quyết định nhanh ngay lúc đó thôi. Còn prediction, cái tiên đoán á mọi người, nó cũng chỉ là chủ quan thôi, thường là mình sẽ thấy xuất hiện từ là I think hoặc là I don't think, tôi nghĩ hoặc tôi không nghĩ, thì cái sự tiên đoán đó, nó không có chắc chắn, chủ quan thôi.
Còn đối với thì cái cấu trúc mà be go into á mọi người ha. Cấu trúc be go into thì nó cũng là chỉ tương lai luôn. Be go into cộng với động từ nguyên mẫu. Thì cái quyết định nè, cái quyết định á nó không còn là instant nữa. Cái quyết định này nó về một cái kế hoạch trong tương lai á, mình gọi nó là general plan. General plan. Cái quyết định, cái kế hoạch chung trong tương lai, chung chung thôi, cũng không có thời gian phải là cụ thể, ví dụ như tháng sau thì cũng không rõ là tháng sau là ngày nào hết. Là general plans hoặc là intention, là ý định đó mọi người. Intention, cái ý định là mình sẽ làm khi đó chung chung, ví dụ như mình nói là tôi sẽ học đại học 2 năm nữa, I'm gonna study at university in the next 2 years, ví dụ vậy, chung chung thôi, là future intention ha. General plan, general future plan hoặc là future intention. Rồi, đó là kế hoạch ha, kế hoạch mà mình cũng đã dự định trước khi mà mình nói rồi, chứ không phải đợi tới lúc nói mình mới ra quyết định. Còn nó tiên đoán mọi người, prediction, thì nó không phải chủ quan nữa, không phải I think nữa, mà nó dựa trên những gì mà họ thấy được ha. Phải có evidence, clue hoặc là based on what they see ha, what we can see ha. Based on what we can see ha, ngắn gọn vậy. Rồi thì đối với thì hiện tại tiếp diễn á, thì nó có thể là nó rõ hơn cả be go into. Be còn verb tiên đó mọi người, present continuous tense. Thì cái kế hoạch, cái quyết định trong tương lai này nó phải có một cái thời gian cụ thể mọi người, xác định luôn, fixed time ha. Ví dụ như lúc mấy giờ, ví dụ như at 6 o'clock. At 6 o'clock, lúc 6 giờ gì đó ha. Và phải có thời gian cụ thể, fixed time. Rồi. Thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại tiếp diễn cộng với cái từ chỉ thời gian. Ngày mai, tuần tới, vào thứ bảy, trong 2 tuần nữa. Rồi. Thì trong quyển sách này thì nó nói chung chung thôi mọi người, nhưng mà đối với cách sử dụng này nó cũng có thể dùng be go into luôn, nhưng mà mình nói với mọi người là so sánh với cái dạng will với lại be go into á, thì cái hiện tại tiếp diễn á là phải có thời gian cụ thể, fixed time, và nó thường nó đi với một cái số động từ, ví dụ như gặp gỡ ha, see, đến ha, come, đi, go, stay ở đâu đó ha, stay, visit, meet, gặp ai đó. Thì những cái động từ này nó thường nó là hẹn, lịch hẹn rồi đó ha, lịch hẹn, arrangement, appointment, cuộc hẹn. Rồi, in 2 weeks là trong 2 tuần nữa ha. In 2 weeks time, trong 2 tuần nữa. Để nói về những cái kế hoạch được sắp xếp trong một thời gian cụ thể trong tương lai, cái cấu trúc này được sử dụng thường với từ come, go hoặc những cái động từ như là từ see, stay, visit, meet. À, cái này chắc nó đánh máy lỗi á mọi người. They're going tomorrow, họ sẽ đi ngày mai. I'm arriving next week. We're visiting the States in 3 weeks. Thì mình thấy từ go, to arrive, to visit, lịch đó, lịch lên kế hoạch. Hãy nhớ là những cái từ, những cụm từ chỉ thời gian phải được sử dụng or understood from the conversation, hoặc là được hiểu trong cái đoạn hội thoại, à, để mình biến cái thì hiện tại tiếp diễn này á thành là cái thì chỉ tương lai mọi người. Và không hẳn là phải là cái thì tương, nó chỉ cái tương lai gần, có thể là tương lai trong 10 năm, mấy chục năm nữa ha. He's coming back in 10 years, trong 10 năm nữa anh ấy sẽ quay trở lại. 10 năm thì nó khá là dài ha. Mình vẫn có thể sử dụng được với thì hiện tại tiếp diễn. Rồi. Câu dưới đó mọi người. I'm seeing them on Saturday. Tôi sẽ gặp họ vào thứ bảy. Mình thấy có động từ see nè. Thời gian. On Saturday. Phải có cái từ chỉ thời gian. Time expression, time word để chỉ là future. Chỉ tương lai. They're coming here in 3 weeks. Mình thấy có những động từ như see, come,
meet 3 giờ nè. Bạn sẽ làm gì vào tối thứ sáu, thời gian cụ thể? Go back, go on holiday. I'm not coming home Friday. Okay, work, go, come, go away. Rồi, nếu mà fixed time, thời gian xác định cụ thể ha mọi người, thì dùng hiện tại tiếp diễn để chỉ nghĩa là sẽ làm một việc gì đó trong tương lai. Rồi, hôm nay mình học tới mục số 48. Cái này nãy mình có nói với mọi người đó, ha, nói về một cái hành động tương lai được lên kế hoạch sắp xếp trước, planned future action. Thì cái cách sử dụng này nó tương tự như thì hiện tại tiếp diễn mà nó có cái động từ, có từ chỉ thời gian ha. Cách sử dụng giống nhau để nói về một cái việc trong tương lai mà mình có thể nhìn thấy như là kết quả, as a result of something happening now, thì là mình nói đó giống như là tiên đoán ha, một cái việc xảy ra trong tương lai mà dựa trên những gì mà mình có thể thấy, based on what we can see. Ví dụ như là mây đen ha, look at those clouds. Right, that man on the bike is gonna fall off. Thì mình thấy có từ go into, mình có thể đọc là gonna mọi người ha. Dựa trên những gì mà mình thấy ha. Look at the traffic, the heavy traffic. Mình thấy đường kẹt xe khá là bị nặng ha. Look at the heavy traffic. We gonna be late. Chúng mình sẽ bị trễ đó. Dựa trên là giao thông hiện tại mình đang thấy, thì mình thấy cái từ gonna là viết tắt của going to. Rồi đối với từ going to thì mình có thể đọc là gonna. Rồi cái từ gonna thì mình cũng có thể thay thế, cũng có thể đọc khi mà mình nói là I want a coffee, mình có thể nói là I want a coffee. Vừa trước hình như từ vận có nhắc cái này rồi phải. To make statements about the future in a notable way, the future symbol is also used for the purpose. Ngoài cái cấu trúc be going to thì mình cũng có thể dùng cái tương lai đơn để mình nói về một cái sự việc trong tương lai một cách trung lập, neutral way. Alan's gonna finish his exams on Friday. Jenny's gonna be, không biết cái từ này là gì, có thể là ổn ha, fine next week. I'm gonna work for a television company. Mọi người làm cái bài này ha, mình nhớ tra đáp án lại. Thì nguyên cả bài này là dùng cấu trúc going to thôi, động từ giữ mẫu, mình thêm not sau động từ to be ha. Cái này đọc là aren't chứ không phải là aren't, aren't. Fall off là té, complaint là động từ, là phàn nàn. Còn danh từ của nó thì mình thêm chữ T vào sau chữ complaint, sự phàn nàn. Chỗ này chắc là lift, nâng, nhấc cái gì đó lên. Thì ngữ pháp vậy thôi mọi người ha. Có hỏi gì về phần ngữ pháp không? Có chỗ nào mình chưa rõ không? Cháu nãy giờ nó im mà nó phá lạ đời, kéo màn lại luôn rồi. Tạo ơi, Tạo có hỏi gì không Tạo? Có cái phần mà một em. Có một phần đó là cái chỗ thì đại tiếp diễn hoàn thiện hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó. Như lần trước mình học á, là cũng có một phần là thì hiện tại hoàn thành nó là tiếp tục cho tới hiện tại luôn.
Đúng đã rồi, vẫn đúng. sử dụng hiện đại hoàn thành đơn. Thì bây giờ hiện đại hoàn thành tiếp diễn là nó cũng có một trường hợp là nó là y như là cũng là tiếp tục cái hiện tại như luôn, thì hai cái sử dụng tương đương luôn hay là phân biệt khác luôn? Nó hả Tạo, lúc nãy mình thấy có cái câu là I have done my homework đi, thì là tôi đã làm xong cái bài tập đó rồi, làm xong hẳn luôn, thể hiện sự hoàn thành đúng không? Hiện sự hoàn thành. Còn mình nói là I have been doing my homework, hiện tại hoàn thành tiếp diễn I have been doing my homework, thì là nhấn mạnh sự liên tục. Tôi đã làm cái bài tập đó liên tục luôn. Ví dụ như for hours, for 2 hours là 2 tiếng liên tục cho đến bây giờ luôn. Có thể là vẫn còn làm, mình dùng là cái từ may có thể thôi, chứ mình không chắc chắn là người đó có làm hay không, bây giờ vẫn có thể là đang làm hay không. Thì là liên tục, có thể bây giờ vẫn 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 còn đang làm, chưa làm xong, hoặc có thể là đã làm rồi nhưng mà mới vừa làm xong gần đây, chứ không phải là quá cái thời gian mà mới vừa làm xong cũng không có đáng kể. Nếu như mà mình nói là mình làm xong rồi thì mình có thể nói là I have finished my homework, đúng không? Thì là tùy mục đích của người nói. Người nói muốn nói là tôi hoàn thành xong rồi thì nói là I have finished my homework thôi. Còn nếu mà người nói muốn nói là tôi làm liên tục luôn rồi, bây giờ tôi mệt lắm rồi, thì người nói sẽ dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn I have been doing my homework for 2 hours, làm liên tục luôn. Ví dụ như mẹ 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 nói là con không làm bài tập hả? Nói không, I have been doing my homework for 2 hours, liên tục luôn chứ con không có dừng lại để con coi phim hay làm việc khác. Thì là tùy mục đích của người nói. Thì ý của câu hỏi của Tạo là sao Tạo? Có đúng ý của Tạo không? À, Như là đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng rồi. đó là tùy mục đích của người nói, tùy mục đích của người nói luôn. Người nói muốn nhấn mạnh cái gì đó, tại vì bình thường thì mình cứ dùng hiện tại hoàn thành thôi. Còn nếu ai muốn dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn là nhấn mạnh vào cái từ liên tục nè, repeated đó. Lúc nãy mình thấy có cái hình mới gần đây và liên tục ha. Thì đó có hai câu đặc biệt lúc nãy Dung mở cho mọi người á, là đi tới cái phòng tập gym, thì một cái là đã đi tới phòng tập gym rồi, thể hiện sự hoàn thành là đã đến đó rồi. They have gone to the gym thì là bây giờ họ đang ở phòng gym. Còn they have been going to the gym recently thì là gần đây họ hay đi như vậy thôi. Đó là câu số 5 với câu số 2 á. Tại vì khi thêm nó cái chỗ này mọi người, thì nói chung là nếu như mà mấy cái này mình phải làm bài tập thì mình mới biết ha. Bài tập là mình chú ý. Ok Chứ bình thường mình hay nói là I haven't played tennis for a long time. Bây giờ vẫn chưa chơi, trận đấu cuối cùng là lâu lắm rồi. For a long time, haven't played tennis for a long time. Còn nếu mà mình nói I haven't been playing tennis for a long time là liên tục trong một thời gian dài tôi không có chơi, và tôi mới gần đây thì tôi mới bắt đầu tôi chơi lại thôi ha. Và nó xác định là bây giờ đã chơi rồi á. We play football now, but we didn't start until quite recently. Nhưng mà gần đây thì mới bắt đầu thôi. Ví dụ như mới sáng nay hoặc là mới ngày hôm qua mới chơi lại thôi. Mà trong cái ngữ cảnh, ví dụ như trong ngữ cảnh là hai người nói chuyện với nhau, xong rồi một người nói là ồ anh chơi giỏi thế, ví dụ vậy, thì người này mới nói là I haven't been playing tennis for a long time. Thì ý là tôi cũng không luyện tập nhiều đâu, lâu rồi tôi cũng không chơi, nhưng mà bây giờ tôi mới bắt đầu lại thôi. Thì ý là như vậy. Rồi, thì mọi người có hỏi Ok, đã hiểu. ha. Mừng quá. Rồi.
phần từ vựng nha. Mấy bữa sau á, mình tiếp tục học cái dạng những cái cấu trúc thể hiện thì tương lai á mọi người. Ngoài cái hiện tại tiếp diễn này mình học thì là cấu trúc con thu, xong rồi thì mình học thêm so sánh giữa going to với lại present continuous hiện tại tiếp diễn và thì tương lai đơn từ will. Thì lúc nãy mình có nói sơ sơ đó, nó cũng chia ra những cái mục như thế này nè, quyết định hoặc có so sánh. Bữa sau mọi người nhớ theo dõi nha, tại vì mấy cái này đó nó cũng quan trọng á. Trước là về phim ảnh đúng không? Cinema. Free time at home, thời gian rảnh ở nhà. Cái phần này mình làm nhanh nha mọi người, nếu mà mình cái nào mình không hiểu mình tra từ điển lại ha. Rồi cũng còn có 25 phút thôi, kịp mà, cái phần này nhanh lắm. TV, radio, music, film, hobby, sở thích, reading. Right. I watch TV every evening. Tôi xem phim mỗi buổi tối. I watch TV every evening. Watch TV. Did you watch the film about President Kennedy? Did you see the film about President Kennedy? À, giống như là tối hôm qua bạn đã có phim về tổng thống này chứ? Một cái hành động trong quá khứ và thời điểm trong quá khứ, ví dụ như là last night chẳng hạn vậy ha. Watch hoặc là see the film. Rồi, chương trình mình nhấn bằng đầu programs mọi người. What programs? Nếu mà tiếng Anh của người Mỹ thì họ chỉ ghi chữ ram, chỗ này không có ghi MES, ME nữa mọi người, program. Còn này tiếng Anh của người Anh thì họ viết thêm ME nữa ha. What programs do you like best on TV and radio? Thì mình để ý là thay vì họ nói là do you like most thì thường họ lại nói là do you like best, mọi người thích nhất ha. What programs do you like best on TV and radio? Chương trình. Thì mình có cái kênh là channel mọi người, ví dụ như là HBO channel, kênh đó ha. HTV channel, kênh channel. Cảm ơn chị mình nhiều, nãy giờ lấy phiếu tin nhắn phiếu của chị mình ra coi channel TV channel. À, nhắc lại là cái từ này đọc là television, dần mọi người, dần television. I like watching, so like bữa trước tạo nó tạo hỏi là động từ thêm to hoặc là thêm in á, thì cái nào cũng được nhưng mà Dung thấy là thêm in là xuất hiện nhiều hơn á. I like watching films on TV. À, bạn cũng có thể nói là I like to watch. At the weekend, we usually watch a DVD. I like listening to music on the radio. Mà có thể nói là I like to listen. Mình thấy là listen to music, listen to someone, listen to the tape, listen to ha. I often listen to CDs or my MP3 player when I'm relaxing, khi tôi thư giãn. Tôi thường nghe DVD hoặc là máy MP3. Mọi người để xíu nha, nó qua nó quậy nữa rồi. Từ MP3 á, mình thấy là chữ cái nó là consonant em, nhưng mà khi mình đọc á em nó là cách đọc của nguyên âm ha. Cho nên mình nói là một cái máy MP3 thì mình sẽ nói là an thay vì dùng a, an MP3 player,
An MP3 player. Bữa trước mình có học mọi từ chúng có nói rồi đó. Một cái chuyến đi 8 ngày. Last month, I had an 8-day trip. Tôi có một chuyến đi 8 ngày. Thì số 8, mọi người mình đọc là 8, mình đọc là an 8-day. Thầy biết chữ hoặc biết số nha mọi người. Mặc dù là 8 ngày nhưng mà từ day mình không có thêm s này là tính từ kép compound adjective ha. Need some new headphones for my MP3 player. Tôi cần cái tai nghe headphones. Mình thấy là treo ở trên đầu được. Còn cái tai nghe mà mình cắm vô lỗ tai mình đọc nó là earphones. Earphones mọi người cũng là tai nghe nhưng mà nhét vô lỗ tai thôi chứ không có treo ở trên cái đầu của mình. Rồi, sở thích chơi điện tử nè, play computer games. A lot of young people play computer games every day. Thì mình thấy là nhiều là a lot of. Còn nếu như mình bỏ ờ đi, từ lots mình nhớ thêm s ha, lots of hoặc là a lot of. How often do you use the internet? Bao lâu, mức độ thường xuyên như thế nào bạn sử dụng mạng, tải download, còn mình đăng hình ảnh lên trên mạng á là upload. Mình có thể đọc là load hoặc là load, tùy tùy mọi người ha. I download music and films from the internet. Music, I chat to my friends online every evening. Mình đừng đọc lại evening. Tôi trò chuyện với bạn của tôi trên mạng mỗi buổi tối. I really like cooking. Tôi thật sự thích nấu ăn. Mình thấy là khu vườn á, vườn là garden đúng không? Mình thêm in và mình đọc là gardening đúng không? Nhưng mà chữ đình á, mình hay nghe người đọc là ình không à? Gardening. Cho nó nhanh, còn phải đọc thêm chữ đình thì nó lâu, nó khó đọc hơn. Do you like gardening? Gardening. We grow flowers and vegetables in our garden. Trồng hoa và rau ở trong vườn. Gardening. Mở ra nghe thử coi nếu mà người ta đọc chậm thì sao ha mọi người. Gardening. Mỹ thì nó đọc ình. Gardening. Chứ mình không nghe người ta đọc là gardening đúng không? Gardening. Rồi trồng, grow flowers and vegetables là động từ plant, trồng, plant thực vật, còn động từ trồng plant, grow á, từ grow thì mình thấy là có thể là trồng cây hoặc là nuôi động vật luôn á, grow, còn từ plant thì chỉ là trồng cây thôi. Make plans grow. Mình xíu nha, mình phải kiểm tra lại. Grow. Nuôi động vật thì mình dùng từ raise sao mọi người. A plant or person animal. Cái này là nội động từ là nó lớn lên chứ không phải là nuôi cho lớn lên. Lớn lên nó là nội động từ, còn ngoại động từ là phải cần có tốt từ. Raise là nuôi ha. Ví dụ nuôi gia súc, raise cattle. Nuôi nuôi
I read a lot at home. What do you read? I read novels, long stories, tiểu thuyết, truyện dài. My sister likes comics, truyện tranh, comics, tennis, comics. I like books about nature and different countries. Books about, danh từ là nature, tính từ là natural, natural. I like magazines about rock, music and sport. Tôi thích đọc tạp chí về nhạc rock, thể thao. Do you read a newspaper every day? Mình có từ comics, truyện tranh là mình thêm s vào đúng không? Còn cái comic book thì từ comic mình không thêm s. Comic book. Còn magazine. Magazine, mình nhấn bằng 3 ha. Magazine, magazine. Hoặc là nhấn bằng đầu. Dòng Mỹ thì nhấn zine. Magazine. Magazine. Dòng Anh, sorry, mình nhầm ha. Dòng Anh thì nhấn bằng 3, zine. Còn Mỹ thì nhấn bằng đầu. Magazine. Magazine, cho nên khi mà mình đọc cái này có hai cách để đọc ha. Magazine, Mỹ ha. Magazine, zine. Dòng Anh. We sometimes help friends round. We ask them to come to our house, flat, mời bạn tới nhà. We sometimes help friends round. Round chứ không phải là around, mời help friends round. I often help friends to dinner. Help friends to dinner. Mời bạn tới ăn tối. My best friend comes to stay sometime. Sleeps in my best friend sleeps in my house or flat. Đến nhà ngủ. Comes to stay sometime. I talk to my friend on the phone every evening. Nói chuyện với bạn qua điện thoại. Sometimes I just do nothing. Không có làm gì cả. Do nothing. Grandpa, granddad, grandpa, ông likes to have a sleep after lunch, have a nap, ngủ trưa, nap, short sleep during the day, have a sleep. Tại vì nói là sau buổi trưa thì mình nghĩ rất là nét đó. We watch TV, không có dùng see TV. Khi nào mình một phim á thì mới là watch a film hoặc là see a film. Còn TV thì chỉ là watch TV thôi. Listen to the radio, không có dùng là hear the radio hoặc listen the radio. Phải có giới từ to, listen to the radio. Bài tập mọi người nhìn hình. Viết câu với thì hiện tại tiếp diễn đối với trong bài tập này là những cái việc đang diễn ra mọi người ha. Hiện tại thì hiện tại is doing the gardening. Mình coi cái gardening ở trên này xíu. Do you like gardening? Do gardening mọi người. Rồi. Thì cái câu này mọi người kiểm tra phần đáp án có phải là he's doing the gardening không nha? Gardening. He's doing the gardening. Kiểm tra lại câu số 2 nha. Rồi, điền vào động từ còn thiếu nè. Have friends round, mời bạn tới nhà chơi. Mời bạn tới nhà chơi ha. We ask them to come to our house or flat. I often help friends to dinner. Have friends round, mời bạn tới nhà chơi. Rồi phần số 24 là về music, musical instruments, instruments, nhạc cụ. Music,
Musical. Music is an uncountable noun, danh từ không đếm được, mình không có dùng những thứ nhiều ha. The band played fantastic music for more than 2 hours. Fantastic, tuyệt vời á mọi người, giống như kiểu wonderful, fantastic, tuyệt. Musical là tính từ, musical instruments, mình không có dùng là music instruments ha. Theo đứng trước cái danh từ instruments là tính từ. Musician, shan sao mạnh mọi người, nhạc sĩ. My brother is a very good musician. He plays 3 instruments. Musician. Musician. Mình có nhà kinh tế học đó mọi người. Kinh tế là economist là nhà kinh tế học, còn chính trị á politics là môn chính trị học, còn những nhà chính trị gia là politician. Cũng là đọc sành y như là musician luôn đó mọi người. Musician. Rồi. Nhạc cụ âm nhạc thì mình có đàn piano nè. Guitar. Violin, đàn violon á, violin. Flute, cây sáo nè. Trumpet. Nghe cái kèn đúng không? Trumpet. Drums, trống ha. Drums. Bữa trước mình có chỉ mọi người cách phát âm cái đờ rờ nè mọi người ha. Mình để vị trí cái lưỡi mình ở vị trí chữ đờ đúng không, sau đó mình đọc chữ drum ha. Drums. Còn cái cello này á, cello là cái đàn nó bự ha. Để coi thử coi nó có thông điệp ở trong này không, kích cỡ nó bự hơn. Violin, cello nó bự hơn ha. Cello cái dây, đàn dây cello. Còn cellist là người chơi cái đàn cello. Violinist, người chơi đàn violin. Violin. Clarinet, cái này lạ quá đi. Thổi vào. Clarinet, chắc là một cái vùng miền gì đó nó thổi cái này mọi người. Saxophone, đèn saxophone. Recorder là thu âm hả? Recorder. Và nói chung là flute, cái sáo mọi người ha. Clarinet. Cái nào mình cần nhớ được thôi, không sao hết. Playing musical instruments. Connie plays the clarinet. Her brother plays the drums, cũng là play the drums mọi người nha. Krishnan is learning the guitar. His friend Alba has piano lessons. Wilma is a very good flute player, người thổi sáo. She plays in an orchestra. Orchestra là mình thấy cái kiểu này đọc không phải là the jazz mà là orchestra. Orchestra. Mình ít dùng từ này cho nên cách nhấn mình không nhớ mọi người. Orchestra, chỉ nhớ chỗ này đọc chữ khờ thôi. Orchestra.
Orchestra mình nhấn 11 ha, chứ không phải lúc nãy mình nhấn 12 là không đúng. Orchestra, dàn giao hưởng, nhạc trưởng, conductor. Rock band, orchestra ha mọi người. Chỗ này là nhấn ban đầu, orchestra. Orchestra, orchestra. Rồi nhạc jazz. Jazz. Đọc là jazz ha. Jazz. Marsha can't stand opera, là không thể chịu được. Cô này không có thích opera. Dislikes it very much. She prefers pop music, thích nhạc pop hơn. Mình đi hơi bị xa quá rồi, nằm ở trên này người. Her friend Nuria is a good trumpet player, flute player. Dàn giao hưởng là orchestra, orchestra. Ricardo is an excellent violinist. His sister is a good pianist, violinist, pianist. Nhạc sĩ chơi piano, chơi đàn violon. Can you play a musical instrument? Can you play a musical instrument? Bạn chơi được một loại nhạc cụ chứ? Kim loves classical music. Nhạc cổ điển, for example, Beethoven, Mozart. Marsha can't stand opera. Không thích nhạc opera. Can't stand, can't bear là mình không thể chịu được cái gì đó. I like folk music, jazz and rock. I often listen to my MP3 player on the train. I downloaded some new songs yesterday. Do you want to hear them? Tôi tải một vài bản nhạc mới ngày hôm qua, bạn thích nghe đó chứ? Một cái nhóm, một cái đội, a band, có nghĩa là một nhóm nhạc sĩ, ban nhạc. We do not say a music band, chỉ là a band thôi, không có nói từ là music vào. Nuller had a really good band at her 21st birthday party. A concert means an event with music, một cái sự kiện với âm nhạc, buổi hòa nhạc, concert. We do not say a music concert. We going to a concert tonight. Vậy thì mình không có nói là music concert hoặc là music band, mình chỉ nói là band hoặc là concert thôi. Này bài tập. Classical là nhạc cổ điển. Cello, cái đàn nó to hơn cái đàn việt. Cái đàn mọi người cello để dưới đất thành đàn. Flute player, violinist, pianist, pianist, violinist. Này là mình không có dùng là music band đúng không? Chỉ dùng từ band thôi. How often do you download music? Bạn tải nhạc thường xuyên không ha? Bao lâu một lần? Mức độ thường xuyên như thế nào? How often? Which musical instrument on the opposite page do you like best? Mình thấy là like best, thích nhất mà ha. Mình thấy câu hỏi thường là vậy. Thích khi nào thấy là do you like most? Cũng không hiểu lý do tại sao mọi người hồi đó cứ do you like most, bạn thích nhất. Còn bây giờ thấy học cái quyển sách này cứ là do you like best, thì mình cứ theo vậy ha. Can you play a musical instrument? Can you play a musical instrument? Which musical instrument would you like to learn? Do you prefer classical music or pop music? Thì mấy câu này nó cũng đơn giản thôi. Nếu mà ở nhà mọi người có thời gian rảnh đó, thì mình cứ đọc cái câu đó lên, mình tự mình hỏi rồi tự mình trả lời luôn. Thì nếu mà mình gặp trường hợp nào đó có ai hỏi mình mấy câu này thì mình vẫn trả lời được ha. Rồi mình quá học xong rồi, trước 9 giờ nên mọi người hôm nay mình không có nghỉ như nào. Rồi. Tạo vẫn còn chiến đấu tới cuối ha. Ngừng.